Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huyện Cần Chuột tổng kết công tác mặt trận năm 2023 và đề ra nhiệm vụ phương hướng năm 2024. Năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, vận động quỹ vì người nghèo hơn 1,3 tỷ đồng, xây dựng 55 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, kinh phí hơn 3 tỷ đồng, huy động các nguồn lực xã hội, tặng trên 24.000 phần quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 8,9 tỷ đồng. Dịp này, các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2023 được nhận khen thưởng.